giúp cho mình
trí tuệ để sống đúng, từ đúng, và từ đó chúng ta sẽ có được cho bản mình, gia đình mình và tất cả mọi người đều có chung một cái niềm vui, đó là chúng ta sự phải làm. Và ngày hôm nay đoàn và cải lương thanh nga cùng với đoàn thiện nguyện tình cao tốt trơn sẽ dâng tặng lên tất cả mọi người hơn 10 tiết mục, 10 tiết mục, và đó là không chỉ cho chùa chúng ta và cho tất cả những nơi mà đoàn đã luôn dành tình cảm cũng như là đóng góp cái gì đó, hưởng ứng cái gì đó để nhận mọi thứ cho tất cả các học sinh ai cũng biết tuyên truyền tham bảo hiểu về giáo lý của Phật thông qua các ca bài hát hiện tại những nội dung hết sức là ý nghĩa, là để cho tất cả mọi người chúng ta có thể ôn lại những thời gian của Phật, cũng như ôn lại cái hoàn cảnh ra đời của Đức Phật như thế nào. Và tối hôm nay chúng em sẽ có một chuyện ý nghĩa, và xin ra thay mặt các thầy, xin cảm ơn toàn thể các thầy cô giáo thanh nga cũng như là đoàn thiện nguyện tình cảm sơn đã dành tình cảm hết sức là đồng hậu cũng như là nhiệt tình trong việc đến chùa để cho mọi người. Chúc quý vị và giáo viên của chùa Trường An cũng như chúc quý Phật tử sẽ có một đêm thật là tràn đầy vui lạc và mong một chút chúng ta cùng mong. Và hiện nay tôi cũng có một quà từ phần chính đại diện cho đoàn đại biểu Phật giáo Thanh Nga cùng với đoàn đại biểu tình cảm sơn cái món hoa cũng như là phần quà. Thank you.